Xin chào anh em. Thì hôm nay mình có cái loại lan này thì chắc bạn cũng biết rồi, đây là nghinh xuân. Đấy, lan nghinh xuân hay còn có nơi còn gọi là ngọc điểm. Còn có bạn còn gọi là đai châu. Cái loại hoa này á, nó có một cái đặc trưng là nó nở đúng Tết và cái mùi thơm của nó rất là đặc biệt, rất là thích. Cho nên là nhiều năm nay là năm nào mình Tết mình cũng ráng chăm cho một giò và nở vào đúng Tết để mình mang vào trong nhà, và nó tỏa cái mùi hương thơm mấy ngày Tết rất là thích. Hôm nay thì mình muốn chia sẻ đến cho 10 bạn, tức là mình có một cái lô này mình chia sẻ đến 10 bạn thì mình đã chia làm 10 phần, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, tức là hồi tối là mình đã ngồi mình phân loại ra hết. Mình phân loại ra loại to này, loại nhỏ, và mình chia đều hết cả 10 bạn đều y như nhau hết. Thì các bạn mà muốn trồng đai châu vào thời điểm này thì là tương đối tốt rồi, tại vì cái thời điểm này là cây nó đang khỏe và chúng ta còn tới 4 5 tháng nữa để đến Tết là cây nó có thời gian nó ra rễ, và Tết này đảm bảo các bạn là các bạn sẽ có hoa. Đấy. Thì hiện tại là những cái lô này thì lát nữa mình sẽ cho các bạn xem là nó gồm các bạn sẽ quan sát kỹ xem là nó một cái lô như thế thì nó các bạn sẽ trồng được bao nhiêu chậu hoặc là các bạn sẽ ghép được bao nhiêu cây nha. Thì mình cũng ngắn gọn thôi. Bây giờ đầu tiên mình sẽ cho các bạn nha. Đây là tại hôm qua mình sắp xếp là những cái cây lớn mình bỏ dưới, những cây nhỏ mình bỏ trên. Thì cái lô này là cái lô tương đối phổ thông và giá nó cũng phổ thông rồi các bạn. Anh em nào cảm thấy chơi được thì liên hệ với mình nha. Tất cả cái này là mình đảm bảo với các bạn là nghinh xuân hàng rừng, hàng bóc rừng đàng hoàng nhé, chứ không phải là hàng bóc vườn. Tại vì hàng bóc vườn không ai người ta bóc những cây nhỏ này các bạn, lỗ chết. Rồi, bây giờ mình sẽ review cho các bạn một cái bụi bất kỳ nha. Đây. Đây mình có cây nhỏ này, mình sẽ sắp xếp ra cho các bạn xem nha. Thấy các bạn thấy không? Cây tuy nó nhỏ nhưng mà rất cứng cáp. Các bạn thích chăng đấy. Đây các bạn, đây là những cái cây nhỏ mình bỏ sau sau cùng đấy. Đấy. Đấy là một lô nha, mình đang lấy soạn ra một lô cho các bạn xem đây. Đấy, càng về dưới là cây nó càng to nha các bạn. Này. Hàng rừng đẹp lắm các bạn. Đấy là một lô. Chưa hết đâu. Đấy. Đây nữa các bạn. Đây nữa các bạn. Đấy, tất cả đều từ 3 4 5 lá hết nha các bạn. Đấy. Thì thông thường á các bạn trồng trồng nhỏ thì các bạn chỉ cần một hai cây này là một chậu rồi nha. Còn các bạn trồng cây nhỏ như thế này á thì có thể các bạn trồng 3 cây một chậu nha. Đấy. Thì để mình xem nha, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5, khoảng 15 cây nha các bạn. Đấy. Khoảng khoảng 15 cây cho các bạn. Là một lô. Đây, đốm con sẽ có cái ngồi để bác quay một cái nha. Thì bây giờ mình sẽ review một cái số một tí nữa cô. Số một tí nữa cô. Rồi. Mình sẽ lấy bất kỳ một lô lô thứ hai cho các bạn xem nha. Đây. Tại vì mình lựa đều hết rồi các bạn. Có cây to, có cây nhỏ. Hàng rừng thì lâu lâu mới có nha các bạn. Và có nhiều chỗ này để phục vụ cho 10 bạn thì không phải lúc nào cũng có đâu. Đấy. Cây rất cứng cáp, có hoa rồi đấy. Các bạn chơi đến Tết là có. Này, cây này cứng cáp đẹp chưa? Cây này nó hơi vàng vàng. Đấy. Đấy. Bạn thấy dễ thương chưa?
Đấy, càng xuống dưới là cây càng lớn nha các bạn. Đấy, cây này một chậu to đẹp, cứng cáp. Rồi chúng ta cùng đếm thử nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15 cây các bạn. Khoảng đấy. Nói chung hầu như tất cả đều là 15 cây. Các bạn thấy có được không? Nếu mà các bạn thích chơi nghinh xuân dịp Tết á, thì các bạn đăng ký lấy lô này nha. Và mình chỉ có 10 suất thôi, anh em liên hệ. Và mình cũng nói luôn là cái giá cái lô này cũng rất là mềm. Chứ không có đắt đâu nha. Giá rất là mềm. 10 lô như nhau nha các bạn, tại vì mình đã phân chia hết rồi. Có cả cây lớn, có cả cây trung bình và có cả cây nhỏ nữa. Bây giờ mà các bạn mình sẽ nhận đăng ký của các bạn qua điện thoại. Số điện thoại mình có để trên tiêu đề. Và các bạn lưu ý là các bạn nếu các bạn đăng ký, các bạn nhắn tin qua cho mình hoặc là gọi điện cho mình cũng được. Nhưng mà sau khi gọi điện các bạn phải nhắn tin cho mình với nội dung là đăng ký, với nội dung là nghinh xuân các bạn nha. Nghinh xuân, dù như là một lô, hai lô hay là ba lô. Đấy. Và trong cái tin nhắn các bạn nhắn tin luôn họ tên, địa chỉ nhận hàng, số điện thoại, được chưa? Để mình mỗi lần mình gửi cho các bạn mình mở ra một cái là có thông tin luôn, khỏi cần phải điện hỏi lại. Nhiều khi đến lúc gửi điện các bạn lại không được. Được rồi, mình cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi clip của mình nha. Nếu mà có những cái mặt hàng mới mình sẽ tiếp tục cho các bạn xem. Lan đợt này rất là tươi nha các bạn, tươi xanh luôn đấy. Đấy, các bạn nhìn là biết rồi. Rồi, thôi mình uống cà phê nữa. Chào tất cả mọi người nha.